Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Thợ Sơn Gỗ Chuyên Nghiệp do công ty cổ phần Ocean thực hiện. Chào các bạn, trên tay tôi là sản phẩm đã hoàn thiện, được làm theo quy trình sơn BU nội thất của Ocean. Đây là mẫu sơn tôi đánh giá là đạt yêu cầu. Thứ nhất, nó có độ bóng tốt. Thứ hai, bề mặt rất căng mịn. Thứ ba là độ cứng bề mặt, sờ vào cảm giác giống như nhựa. Thứ tư là độ thẩm mỹ, màu rất đều. Thứ năm là không kém phần quan trọng, nó thể hiện được chất gỗ, vân gỗ được hiện sống động dưới lớp màng sơn. Yêu cầu lớn nhất của sơn gỗ là phải nâng cao giá trị và vẻ đẹp của gỗ. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn đến các bạn các bước để làm ra được sản phẩm như thế này. Bước 1 là xử lý bề mặt gỗ. Bước thứ 2, lau màu. Bước thứ 3, lót BU lần 1. Bước thứ 4, lót BU lần 2. Bước thứ 5, tem màu. Bước thứ 6, phủ bóng hoặc mờ tùy vào sở thích. Trước khi xử lý bề mặt gỗ, chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ xem là gỗ đã khô chưa, có bị ẩm ướt hay là dính dầu mỡ hay không. Vì nếu như chúng ta không kiểm tra mà không lên thì chuyện mà bóc tách màng sơn đó là điều khó tránh khỏi. Đối với việc xả nhám lần đầu thì chúng ta dùng dây nhám có độ hạt từ 1.8 đến 2.4 để xả. Và khi xả thì chúng ta lưu ý chúng ta phải thả dọc theo chiều bên gỗ như thế này, tránh trường hợp là xả ngang sẽ làm chảy xước đi cái bề mặt của gỗ. Lưu ý chúng ta xả càng kỹ thì bề mặt gỗ càng đẹp. Như vậy là bước chuẩn bị bề mặt của chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta thay đổi qua bước thứ hai, đó là lau màu. Lau màu là một bước rất quan trọng để tạo tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Nó giúp cho bản gỗ hiện sống động dưới lớp màng sơn, thể hiện được chất gỗ và đặc biệt là màu sơn được bảo vệ theo năm tháng. Màu lau là màu chúng ta ý định sẽ phun lên cho sản phẩm. Hỗn hợp màu lau gồm có màu gỗ nội thất cao cấp và sơ bệnh và Kinder Ocean hay còn gọi là chúng tôi. Trong đó màu gỗ nội thất cao cấp Ocean chiếm từ 5 đến 10%, chúng tôi chiếm từ 90 đến 95%. Khi lau màu chúng ta sử dụng vải trắng vì dễ lau, không dùng vải màu. Nếu như dùng vải màu thì chúng ta lau màu sẽ bị lem cái màu của vải ra ngoài, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái sản phẩm. Và lưu ý là chúng ta chỉ sử dụng găng tay bằng ni lông để lau, tránh tình trạng là màu bị vào da. Ở đây chúng ta không sử dụng găng tay cao su vì nếu như sử dụng găng tay cao su sẽ làm để lau găng tay. Bây giờ chúng ta bắt đầu lau màu. Sau khi bước lau màu đã hoàn thành, sau 10 phút chúng ta sẽ bắt đầu bước kế tiếp. Bây giờ thì màu lau đã khô, chúng ta sẽ tiến hành lót lần 1. Lưu ý là khi chúng ta đã lau màu, chúng ta không cần xả nhám. Trước khi đi vào sơn lót, ta nói về tầm quan trọng của lớp lót. Lớp lót quyết định bề mặt, độ bám dính giữa nền gỗ và lớp phủ, nên nó cực kỳ quan trọng. Nhiều thợ sơn cho rằng lớp lót không mấy quan trọng vì nó nằm ở phía trong, chẳng ảnh hưởng gì cả. Quan trọng là lớp phủ bóng hay mờ mà thôi. Nhưng thực tế, nguyên nhân bóc tách đa phần xuất phát từ lớp lót. Lớp lót nó cũng giống như là cái nền móng của một căn nhà. Khi chúng ta xây nhà và khi nền móng chúng ta xây vững chắc thì căn nhà nó sẽ vững chắc và không bị là rạn nứt hay là sụt lún. Chúng ta pha lót, chúng ta cần phải ước lượng được là diện tích gỗ là bao nhiêu mét vuông để chúng ta sử dụng lượng sơn cho vừa đủ. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành pha hỗn hợp. Đầu tiên chúng ta quấy đều dung dịch lên. Và sau đó chúng ta sẽ pha theo tỷ lệ như tôi đã nói lúc nãy. Tỷ lệ là 2:1:3. Trước khi cho hỗn hợp vào bình phun, chúng ta cần khuấy đều hỗn hợp. Khuấy đến khi nào hỗn hợp nó trở thành về một chất đồng nhất. Khi chúng ta đổ hỗn hợp vào súng phun để phun, chúng ta lưu ý dùng vải để lọc.
Chúng tôi khuyên các bạn sử dụng gỗ ta hoặc bạc nạc có than hợp lý để đảm bảo cho sức khỏe của bạn khi sơn. Oceanwan luôn đặt sức khỏe của thợ sơn lên hàng đầu từ khâu quản lý chất lượng của sản phẩm cũng như quy trình thực hiện. Nguyên tắc khi sơn: các bạn chúng ta sơn trước, mặt tiền sơn sau. Sau khi chúng ta lót lần 1 và chờ thời gian khô từ 120 đến 150 phút, chúng ta sẽ tiến hành xả nhám, có độ hạt là 320. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị xả nhám cho lót lần 1. Sau khi xả nhám xong, chúng ta không được để quá lâu từ 8 đến 12 tiếng sẽ bị ảnh hưởng đến độ bám dính của màng sơn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lót lần thứ 2. Trước khi lót lần thứ 2, chúng ta cần được thổi bụi trước. Hoặc kỳ hơn nữa, chúng ta sẽ dùng vải để lau. Sau thời gian từ 120 đến 150 phút, lớp lót thứ lần 2 đã khô. Chúng ta sẽ dùng dây nhám có độ hạt từ 400 đến 600 để xả. Và lưu ý chúng ta phải xả thật đều. Xả xong chúng ta sẽ tiến hành sơn ngay. Sau khi chúng ta đã xả nhám xong, chúng ta sẽ tiến hành bước thứ 5, đó là ten màu cho sản phẩm. Mục đích của việc ten màu là giúp cho sản phẩm của chúng ta trở nên đẹp hơn. Việc lựa chọn màu đẹp cho gỗ và cách pha màu như thế nào và làm tiêu tốn thời gian suy nghĩ của thợ sơn. Chọn màu như thế nào vừa đẹp vừa phù hợp với sở thích của chủ nhà, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết phần chọn màu cho gỗ và cách pha màu ở clip sau của các bạn đón xem. Màu ten là màu chúng ta đã làm màu ở bước 1, vẫn bao gồm màu gỗ nội thất cao cấp Oceanwan và thinner. Tỷ lệ pha như nhau, chúng ta có thể tăng hoặc giảm tỷ lệ thinner màu tùy vào sở thích. Nhiều thợ thân thường dùng bóng lò 1 hoặc cloth lò 1 hay còn gọi là NC để cho vào hỗn hợp màu để màu được sâu hơn. Nhưng chúng tôi khuyến khích các bạn không thực hiện theo cách đó vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khó thực hiện. Nếu như chúng ta muốn màu đẹp hơn và sâu hơn thì chúng ta chỉ cần lau màu ở mức đầu tiên là tốt lắm rồi. Sau 10 phút thì lớp ten màu đã khô. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bước kế tiếp, đó là phủ bóng hoặc mờ tùy vào sở thích. Hỗn hợp sơn bóng gồm có bóng bio Oceanwan, chất làm cứng và thinner cao cấp Oceanwan. Với công thức pha tương tự như ở lần lót, chúng ta vẫn pha với tỷ lệ là 2:1:3. Tùy thuộc vào điều kiện thời tiết mà chúng ta có thể điều chỉnh lượng cứng cho phù hợp. Hãy sử dụng thinner cao cấp Oceanwan để có sản phẩm sơn bền và đẹp theo thời gian. Lưu ý khi sơn phủ, chúng ta cần tránh những luồng gió tự nhiên, bụi nhiều. Vì đây là công đoạn cuối cùng quyết định đến cả quy trình sơn, do đó cần đảm bảo môi trường tốt nhất. Khi sơn phủ xong, chúng ta cần đưa vào phòng kín tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời. Thời gian khô là từ 120 đến 150 phút, thời gian đóng gói là 48 đến 72 giờ. Và đây là sản phẩm của chúng ta đã hoàn thành. Để hoàn thành được một sản phẩm, chúng ta phải đi qua nhiều bước khác nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như là chất lượng sơn, tay nghề, quy trình, thời tiết và dụng cụ sơn.
Nó là cả một quá trình. Như vậy để làm ra một sản phẩm sơn đẹp, chúng ta phải tạo nên một tác phẩm chứ không phải đơn giản là một sản phẩm nữa. Chúc quý vị và các bạn thành công.